chỗ này quay MV của Hòa Minh Di. Hi chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivu. Và mình là Yến đây. Hôm nay thì mình đang có mặt ở đây là Huế, cầu Trường Tiền. Nếu mà đến Huế một ngày thì chúng mình sẽ làm gì, sẽ ăn gì và ở đâu? Cái video này mình sẽ giải đáp với các bạn những câu hỏi đấy. Ok, chúng ta cùng bắt đầu đi nào, let's go. Mình đã xuống đến sân bay quốc tế Phú Bài. Nhiệt độ bây giờ là 26 độ, thời tiết khá là mát và trời khá đẹp. Bây giờ mình sẽ đi di chuyển vào trong trung tâm thành phố Huế. Anh tên gì ạ? Dạ. Anh tên Việt. 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 Dạ vâng. Sau khi thuê xe máy ở homestay thì bọn mình đi ăn bánh canh Nam Phổ ở số 16 Phạm Hồng Thái vì món này vô cùng nổi tiếng ở Huế. Ngoài ra ở đây còn bán rất nhiều các loại bánh khác với giá cực kỳ rẻ nha. Xin chào các bạn, đây là một bát bánh canh 15k. Bây giờ thì mình sẽ thử món này. Đây là một trong những món mà khi các bạn đến Huế các bạn phải thử. Sở dĩ có cái tên bánh canh Nam Phổ vì đây là món ăn gia truyền của làng Nam Phổ. Nước lèo sền sệt, sợi bánh canh mềm, dẻo và đây là miếng mọc tôm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn đều lên theo một cách ăn của một người chưa từng ăn. Bánh thì khá là mềm, nó hơi mặn mặn, vị khá là hay, nói chung là đáng thử. Vì vẫn đói nên bọn mình gọi thêm bánh nậm và bánh bèo. Giống thật với bánh tẻ ở ngoài Bắc. Cái này có tương ớt ăn thì ngon. Bên trên giống kiểu tóp mỡ và nó khá là giòn, có thịt tôm khô nữa, còn bánh thì hơi nguội một chút. Dưới nào mà không cay hả? Chưa hoành bào không được cay vừa mặn. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần có sữa đậu nành ở đây. Hình như nó ngậy và thơm hơn so với sữa đậu nành ở ngoài Bắc. 5.000 một cốc. Địa điểm đầu tiên mà mình đến đó là Đại Nội Kinh Thành Huế. Và hôm nay trời đang mưa các bạn ạ. Đây bọn mình mua được một cái ô như thế này. Thì có thể mua bất cứ đâu xung quanh Đại Nội thì đều có với giá là 50.000. Úi dồi ôi. Có vẻ như là thời tiết không ủng hộ cho lắm với ngày đầu tiên ở Huế. Đại Nội Huế được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20, là một trong số các di tích thuộc cụm quần thể di tích cố đô Huế, được công nhận là di sản văn hóa thế giới UNESCO từ năm 1993. Đại Nội Huế chính thức là nơi sinh hoạt và diễn ra các hoạt động của vua chúa Triều Nguyễn, triều đình phong kiến cuối cùng của nước ta. Về lịch sử, năm 1803, thời kỳ vua Gia Long lên ngôi, ông nhận thấy vùng đất Huế là chốn thanh bình, phong cảnh lại thơ mộng trữ tình bên dòng sông Hương. Từ đó, vua Gia Long đã nảy ra ý định chọn vùng đất này làm cố đô của triều đình nhà Nguyễn. Sau 30 năm khởi công xây dựng với biết bao nhiêu công sức, tổng thể công trình mới chính thức được hoàn thiện. Đại Nội Huế có hai khu vực chính là Hoàng Thành và Tử Cấm Thành. Mỗi khu vực lại bao gồm nhiều công trình khác nhau. Khu Hoàng Thành gồm có cổng Ngọ Môn và Điện Thái Hòa. Cổng Ngọ Môn là chiếc cổng xây mặt về hướng ngọ, hướng nam, là hướng quy định của các bậc vua chúa. Đi vào phía trong cổng Ngọ Môn chính là Điện Thái Hòa. Điện Thái Hòa và sân Đại Triều Nghi được sử dụng cho các buổi chiều như lễ đăng quang, sinh nhật vua, đón tiếp sứ thần. Tử Cấm Thành là khu vực dành riêng cho vua và hoàng tộc. Điện Gần Chánh là nơi vua thiết triều và tổ chức yến tiệc. Tả Vu là nơi dành cho các quan văn. Hữu Vu dành cho quan võ, là nơi các quan chuẩn bị nghi thức thiết triều. Thái Bình Lâu được vua dùng để nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi, đọc sách, viết văn hay làm thơ, thư giãn. Cung Diên Thọ được xây dựng vào năm 1803 ở phía Tây Bắc, được dùng làm nơi ở và sinh hoạt hàng ngày của Hoàng Thái Hậu. Ui, thật luôn. Về đây nhưng làm gì có gì mà cho ăn. Thật sự là quá rộng luôn. Trời ơi. Mình không biết là sẽ đi về đâu nữa.
cả buổi chiều đi trong đây không hết. Ủa? Hỏi chấm. Ủa? Thế đi xe máy xong rồi đi vào cổng này là không mất vé à? Hỏi chấm. Ủa? Như một cú lừa. Uầy. Không có gì. Ồ, uầy, xong bên dưới lại kiểu hoa hoa tím tím ý. Xịn thật sự. Xin chào. Không may à? Thôi, bye bye nhá. Đi về đây. Bây giờ chúng mình hãy cùng lượn quanh và ngắm nhìn thành phố Huế nha các bạn. Giới thiệu với các bạn, đây là món bánh cuốn tôm chua đặc sản của Huế, đến Huế là phải thử. Và bọn mình đang ở đây là địa chỉ. Chị ơi, chỗ này là đường gì ạ? Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng, gần đường Trần Phú bên kia đúng không ạ? Phan Đình Phùng không ạ? Đấy các bạn, đến đây ăn món này đặc sản nhá. Vừa ăn và vừa nhìn ngắm đường phố Huế. Khoanh bánh được cuộn bởi một lớp bánh ướt mỏng, bên trong là rau muống và rau thơm, thêm giò, chả, nem, bánh tráng chiên giòn, thịt tôm chua, ăn kèm với sốt tương làm bằng khoai lang trộn với mè. Tại sao mà mình biết quán này? Lúc đầu thì mình tra trên Google thì không hề biết món này nha, không có nhiều người giới thiệu đâu. Nhưng mà khi mà mình đến đây, mình được anh taxi, anh giới thiệu là chỉ ở địa điểm này buổi chiều tối có một quán này và nhất định phải thử. Địa điểm thì mình sẽ đốt lại ở phần dưới phần mô tả nhé. Các bạn hãy ghé qua đây và thưởng thức món này. Bọn mình vừa về đến homestay, bây giờ thì sẽ phải tắm rửa một chút cho nó sạch sẽ. Chứ bếp bát thế này thì không lên hình, lên hình không đẹp. Bây giờ sẽ lấy đồ đi tắm và xong thì mình sẽ đi ăn tiếp. Và mai mình sẽ quay cho các bạn xem cái view của homestay này. Bây giờ ngoài kia đang hơi tối rồi. Ở gần đập đá, địa chỉ là đường Hàn Mặc Tử. Và dọc đây là các bạn sẽ thấy rất nhiều quán cơm hến. Cơm hến là một trong những món nhất định phải thử khi đến Huế. Và bây giờ thì mình sẽ tiến vào trong quán này để mình thử nha. Mình có cơm, có bún, hến. Bây giờ thì sẽ thử. Nhưng mà thật sự là có một vị đậu dứa chua chua, đúng không? Đậu dứa không ổn đâu. Nghe kiểu phải thế à? Bún nem chua ấy, đúng không? Gọi là ăn thử cho biết. Nếu mà để mình ăn nhiều món này thì mình cũng không hợp lắm. Sau khi ăn cơm hến xong thì bọn mình quyết định là đi ăn chè. Và kết quả là... Uầy, tại sao hai quán chè đều đóng cửa? Tại sao? Oh no. Thôi, lại đi tiếp. Sau một hồi thì bọn mình quyết định chọn combo 10 chén. Bây giờ sẽ là chuyên mục nhìn hình đoán vị. Đây, nước cốt dừa, chè heo quay này, đậu xanh, cái này chắc là chuối, khoai môn, dừa khô, đậu đỏ, cái kia là gì ta? Đậu xanh và gì đấy? Lại đậu xanh nhưng mà sẽ nấu theo kiểu khác. Đây chè bưởi, chè sen, long nhãn. Và đây là gì mình cũng chưa biết. Để thử nhá. Có đá và ăn bằng bát. Giới thiệu với các bạn, đây là chè heo quay.
Có thể bạn chưa biết thì trong đây sẽ có một miếng thịt heo quay các bạn ạ. Thịt heo là chè. Các bạn hãy thử tưởng tượng đi. Một chút mặn mặn kết hợp với một chút ngọt ngọt, một chút giòn giòn kết hợp với một chút mềm mềm, nó sẽ như thế nào? Không hiểu cao nhân nào lại có thể sáng tác ra cái món này luôn. Ăn một cốc chè heo quay thì sao? Thử thách đặt ra là đến Huế ăn một cốc chè heo quay. Thế gọi thử thách. Thôi, có phải thử mới biết được không? Là nó như thế nào các bạn ạ? Nhìn mặt mình là biết đúng không? Gọi như này là lỗ ấy. Trông cũng rất ra gì và này nọ. Bây giờ là 7 giờ sáng ở Huế và bây giờ thì mình sẽ đi ăn sáng các bạn ạ. Và món mà chúng mình nhất định phải thử khi đến Huế là bún bò Huế. Không biết là bún bò Huế ở Huế sẽ khác gì so với bún bò Huế ở Hà Nội. Bây giờ chúng mình hãy cùng thử nhé. Cái quán này thì hôm qua là anh taxi đã giới thiệu cho mình. Hơi khó tìm đấy, ở trên số 85 đường Nguyễn Lộ Trạch. Đây, quán đây. Miếng to thế ạ? Ừ, đổi miếng nhỏ thì thôi. Tại vì em không ăn hết được. Rồi, được chưa? Dạ. Em quán về tập 10 đúng không? Dạ, cho em thử một cái thôi ạ. ăn đi. Trong đây có vẻ là sợi nhỏ hơn so với ngoài Bắc, mặc dù ngoài Bắc có bún nhỏ nhưng anh ở trong đây chỉ có bún sợi như này thôi đúng không ạ? Ờ, đấy đa số là nhất rồi hết. Thế ạ. Đây là phần giò chả mọc. Ờ, da như thế nào? Chả. Đưa vào đây rồi để chả. Dạ vâng. Thế anh cùng review với em nhé. Đây là phần tiết ạ. Tiết bò. Và có một thứ rất đặc biệt ở đây đó là tóc mỡ là ở ngoài Bắc là không có đấy à. Mình sẽ thử cái này. Béo ngậy và cay. Ai mà thích ăn cay thì sẽ rất là ghét món này. Chị ơi, quán nhà mình mở từ mấy giờ đến mấy giờ à? 9:30 sáng. Sau khi ăn bún bò Huế xong, các bạn có thể qua bên đối diện uống nước chè và hàn huyên cùng các cụ nha. Bọn mình tiếp tục hành trình gặp vào xứ Huế mộng mơ. Trong buổi sáng hôm nay, mình dự định đến Lăng Minh Mạng và Lăng Khải Định vì hai chỗ này khá gần nhau. Đây, phố này đúng không? Công viên bên kia. Ý mày cái điểm nào? Nó có một cái hình đầu con rồng cơ. Bánh sau làm sao? Quay. Sao ấy? Bánh sau làm sao thôi? Quay chưa? Mày vẫn đang quay à? Ừ. Những cái lúc này thì không nên dừng. Quay lại tất cả mọi thứ. Ôi. Từ. Dưới, xuống dưới này. Nằm vào kia. Ừ, vâng, nằm vào kia đấy. Ôi dồi ôi. Theo lời tổ tiên mách bảo, mình đã đến đây. Wow. Một chiếc ô tô ở giữa rừng. Đoạn này kìa. Sợ phát khiếp ạ. Sau một quãng đường dài khoảng tầm gần 10 km thì mình đến đây là
Hồ Thủy Tiên. Hồ Thủy Tiên thì nằm ở trên đường đi đến Lăng Khải Định và Lăng Minh Mạng. Tiện đường thì mình ghé qua đây thôi, chút nữa thì sẽ đi sang mấy lăng bên kia. Mình còn không biết là mình có nên đi vào trong đây hay không. Theo các bạn là mình có nên đi vào hay không? Hãy comment xuống dưới nhé. Ở hồ bình thường thì các bạn sẽ cảm thấy mát, nhưng mà riêng ở hồ này thì các bạn sẽ cảm thấy lạnh lại. Tại vì sao thì các bạn tự hiểu nhá. Xung quanh đây thì không có ai cả. Thoải mái mà. Ây à, chỗ gì? Thi thoảng các bạn sẽ nghe thấy những cái âm thanh nó lạ lạ các bạn ạ. Vé là 150. Theo mình đọc review trên mạng là 100.000, đây là 150 nha. Đến thì mới biết. Sau khi đi qua cửa soát vé thì mình đã vào trong Lăng Khải Định. Lăng Khải Định thì một điểm dễ nhận biết nhất thì đó là cái cổng. Vào toàn bộ đây gần như là đều là màu đen. Nên trơn, cẩn thận dễ ngã. Ai, nhẫm một váy rồi. Lăng Khải Định còn gọi là Ứng Lăng là lăng mộ của Hoàng đế Khải Định, vị Hoàng đế thứ 12 triều Nguyễn. Lăng khởi công ngày 4 tháng 9 năm 1920, kéo dài suốt 11 năm mới hoàn tất. So với lăng của các vua tiền nhiệm, Lăng Khải Định có diện tích khiêm tốn hơn nhiều. Để xây lăng, Khải Định cho người sang Pháp mua sắt, thép, xi măng, cho thuyền sang Trung Hoa, Nhật Bản để mua đồ sứ, thủy tinh màu. Cổng nghi môn được trang trí vân long vô cùng tinh xảo. Để vào gian chính của lăng sẽ phải bước lên 127 bậc. Bi đình là một ngôi đình hình bát giác, bên trong chứa bia đá cao 3,1m. Ở bên trái và bên phải của bi đình là hai cột trụ biểu, tượng trưng cho hai ngọn nến soi sáng linh hồn của vua ở thế giới bên kia. Cung Thiên Định ở vị trí cao nhất là kiến trúc chính của lăng. Toàn bộ nội thất trong cung đều được trang trí bằng sành, sứ và thủy tinh hết sức tinh xảo. Phim hay chụp ảnh và quay phim nên bọn mình tốn khá nhiều thời gian. Do đó mà đến trưa mất rồi, phải quay lại trung tâm thành phố Huế để ăn trưa. Chiều còn đi Đà Nẵng nữa. Đoạn đường này siêu siêu đẹp luôn, không khí mát mẻ vô cùng dễ chịu. Có một điều ở Huế đó là mọi người để xe ở ngoài, dọc ngoài ngõ như này, nhưng không sao các bạn ạ. Không sao, chỉ cần khóa cổ thôi và không hề có trộm luôn, rất là an toàn. Nếu như ngày Tết ở miền Bắc mình sẽ chơi hoa đào, ở miền Nam sẽ chơi hoa mai, thì như bạn nhìn thấy, ở Huế sẽ chơi hoa cúc. Lạ đúng không? Đến đây mình mới biết nhá. Đây là homestay mình ở, có tên là La Casa. Và mình sẽ vào và cho các bạn xem homestay mình ở như thế nào. Đây là lối vào. Mình ở trong phòng dorm, trong đây sẽ có 8 người. Hello. Một bạn rất là tình cờ, bạn đấy có viết mình ở trên nhóm Phượt, tên là Trang. Đây, phòng khá là sạch sẽ và nếu mà các bạn đi nhóm ở như thế này, rất là rẻ. Nhà nào cũng ban công hết, biết ăn ở nhà nào. Hồi đông thế. Đúng rồi, đúng rồi. Ai à? Tháng nghỉ chưa bán à? Cái gì? No, God, please, no, no, no. Vì quán Hoa Đông đóng cửa nên bọn mình quay lại quán Hòa Đồng, khá là đông khách. Ở đây thì có món hến xào rất nổi tiếng. Sau buổi tối hôm qua ăn trong lo lắng với món cơm hến này, mặc dù đây là một món gọi là đặc sản ở Huế, nên là bọn mình quyết định là đi thử lại một lần nữa để xem là liệu có phải cái quán hôm qua không ngon hay không. Nào đây, cảm nhận hương vị. Chỉ là ngon hơn hôm qua thôi gì. Ok ok. Trước
Trước khi rời Huế thì mình sẽ ra chỗ cầu Trường Tiền. Tại vì hôm qua là trời mưa, bọn mình có đi qua thôi nhưng mà chưa quay lại, chưa chụp lại được. Ê, xe ôm ơi, gửi mũ này. Các bạn đến đây có thể thuê cước xe ôm. Cảm ơn nhá. Không lấy tiền đúng không? Ok. Tóm lại thì phong cảnh Huế rất là trữ tình và nên thơ. Đồ ăn thì cực kỳ rẻ và con người Huế thì rất là thân thiện và dễ thương các bạn ạ. Hiện tại thì bọn mình đang có mặt tại bến xe phía Nam. Bây giờ bọn mình sẽ đi từ Đà Nẵng để từ Huế sang Đà Nẵng. Đây, chiếc xe này 20 phút nữa sẽ chạy. Và mình sẽ tranh thủ quay một chút ở bến xe phía Nam này. Thì xe giá vé từ Đà Nẵng đi sang Huế sẽ là 70.000. Vlog Huế của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Và hãy chờ xem Đà Nẵng có gì ở trong vlog tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và cảm ơn vì đã xem. Nhớ subscribe, nhớ like kênh của mình nha. Cảm ơn, bye bye.